Một thông tin tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Dịch bệnh viêm da nổi cục, dịch tả heo châu Phi có xảy ra nhưng đã được khống chế. Các sản phẩm từ gia súc, gia cầm tiêu thụ thuận lợi và giá bán có xu hướng tăng thuận lợi cho người chăn nuôi. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, hiện tổng đàn heo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 383.000 con, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Tổng đàn gia cầm gần 6,5 triệu con, tăng 4,3% so cùng kỳ. Tổng đàn trâu bò hơn 54.200 con, tăng 2,2% so với cùng kỳ. 10 tháng năm 2022, sản lượng thịt hơi các loại đạt gần 89.300 tấn, tăng 4% so cùng kỳ. Trong đó hơn 58.300 tấn thịt heo, hơn 22.900 tấn thịt gia cầm và hơn 162 triệu quả trứng gia cầm. Để đảm bảo ổn định chăn nuôi, ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học và các biện pháp phòng chống dịch bệnh để bảo vệ đàn vật nuôi, qua đó rút ngắn thời gian chăn nuôi và đạt hiệu quả kinh tế cao.